Mikel này hẳn là khó chịu với kết quả này lắm nhỉ? Rất nhiều, vì chúng tôi phải tìm ra cách thắng những trận như thế này nếu muốn cạnh tranh cùng các đội mạnh nhất. Chúng tôi đã không khởi đầu trận đủ tốt, không đủ nhanh, mọi thứ đã khá rời rạc và lề rề. Sẽ cần phải cải thiện hơn trong trận, nhưng đã không được. Đó là sự thật. Còn thì trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi sung hơn ở 15-20 phút cuối. Bắt đầu hiệp 2 cũng thực sự mạnh mẽ. Chúng tôi đã có một tâm thế khác biệt. Chúng tôi đã chơi quyết liệt hơn, xuyên phá được nhiều hơn, tốc độ luân chuyển bóng cũng nhanh hơn. Chúng tôi đã lao lên phía trước nhiều hơn, chạy trốn nhiều hơn, cũng như chơi rộng hợp lý hơn. Nhưng sau cùng thì chúng tôi đã không có được những pha xử lý chất lượng ở 20 mét cuối, cũng như trong vùng cấm để thắng trận. Thế tình hình sức y thể lực có đáng lo không khi mà chỉ với số ít cầu thủ phải đá nhiều trận như thế? Tôi không biết nữa. Còn thì tôi thấy trong vòng 5-20 phút cuối, chẳng thấy ai có dấu hiệu mất thể lực cả. Tôi chỉ thấy cả đội đều lao lên hướng tới khung thành. Và để nói, tôi không thích biện minh gì. Với ông, vài tuần tới quan trọng ra sao? Về công tác tập luyện, rồi cả việc chuyển nhượng, nhiều chuyện có thể xảy ra. Rất nhiều chuyện đấy. Hy vọng là chúng tôi có được các cầu thủ trở lại từ chấn thương, Covid và cả những người bị án phạt. Việc có thêm các cầu thủ sẽ tuyệt lắm, nhưng vẫn nên tập trung vào hiện tại đã và cải thiện hơn. Cảm nghĩ của anh về trận đấu và màn trình diễn ra sao? Khó chịu nhỉ? Vâng, khó chịu lắm. Chúng tôi đã không thực sự làm khó được Burnley. Tôi sẽ dành lời khen cho họ. Họ đã phòng thủ rất tốt. Chúng tôi đã đưa được bóng tới khung thành, nhưng nó vẫn là đơn giản cho Burnley để phòng ngự, một hàng phòng ngự đầy khó khăn. Đây hẳn là sự đánh mất cơ hội có được 3 điểm, mất khả năng lấy lại vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng tôi sẽ nhìn vào điều tích cực là việc giữ sạch lưới và khả năng phòng ngự của cả đội. Còn thì chắc chắn, nó là một ngày đầy khó chịu bực bội. Hẳn Burnley là đội khó chịu để đối đầu đúng không? Đúng vậy, họ biết phải chơi ra sao. Chúng tôi cũng biết họ sẽ đá ra sao. Họ tập trung phòng ngự và có được thành quả. Nhưng trên hết, chúng tôi đã không làm được tốt, rất bực bội. Ít nhất đã có thể là 1-0. Không biết sức y về thể lực có phải là nguyên nhân gì cho cả đội không khi số ít cầu thủ phải đá liên tục? Hẳn là chuyện sức bền có tác động, nhưng rất khó để nói vì tôi không phải là người phải chạy nhiều mỗi 3 hay 4 ngày như các đồng đội đang làm. Tuy nhiên với năng lực chúng tôi có được, chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã giữ bóng gần như toàn thời gian và chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Còn thì tôi không thể trách gì về những nỗ lực của các đồng đội cả, từ mặt phòng ngự cho tới tấn công. Tất cả chỉ là thiếu một chút chất lượng hơn, cũng như Nick Bob cũng đã có những pha cứu thua tốt hôm nay, nên như tôi nói, nó là khá ức chế. Nhưng sau đây là lúc để cho cả đội lấy lại năng lượng nhỉ? Vâng, chúng tôi có được chút thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục và lao vào tập luyện ngay, tập hợp lại và chờ xem những gì sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Có trận gặp Wolves trên sân khách, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ trở lại với chuỗi trận tốt. Xin chào Mikel, về sự vắng mặt của Tomiyasu, không biết có nghiêm trọng gì không thưa ông? Vâng, Tomiyasu đã có chấn thương trước đó, nhưng chúng tôi đã bị thiếu người để đá vị trí đó trước Liverpool. Cậu ấy cũng đã thực sự muốn ra sân sớm, đã cố gắng và đã đá hết 90 phút, nhưng giờ đã lại thấy đau, cho nên cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài vài tuần. Như vậy là anh ấy sẽ phải ở lại nước Anh, không biết việc này quan trọng ra sao cho chấn thương của anh ấy? Ngay lúc này thì cậu ấy cần hồi phục. Sự tập trung duy nhất lúc này là có được sự trị liệu tốt nhất có thể. Việc ở lại London giúp Tommy được chăm sóc kỹ và giúp trở lại với chúng tôi nhanh nhất có thể. Vậy sẽ cần bao lâu để bình phục thưa ông? Cậu ấy sẽ vắng vài tuần. Chào Mikel, ông đã không tìm ra cách thắng đối thủ khó chịu ngày hôm nay như Burnley nhỉ? Với hàng phòng ngự hai tầng tổ chức tốt, không biết theo ông, vấn đề Arsenal gặp phải hôm nay là gì khi không xuyên phá được đối thủ, dù có thể kể đến cả cơ hội bỏ lỡ của Lacazette. Để nói, với cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, nó đã chậm và chúng tôi đã không đưa bóng lên trên đủ tốt, không có đủ sự quyết liệt, chắc là vì trận đấu hôm thứ Năm, đó là một trong những lý do. Sau đó thì chúng tôi đã lấy lại được nhịp và chơi tốt hơn. Còn thì chắc chắn trong hiệp 2, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi đã chơi thành thoát hơn, xuyên phá được nhiều hơn. Chúng tôi dâng cao và đã thoát được tới các vị trí tốt hơn sau hàng phòng thủ đối phương, hay cả ngoài biên, tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý với các cú dứt điểm và tạt bóng. Nhưng để thắng một trận như thế này, chúng tôi cần có một đẳng cấp cao hơn nữa. Chúng tôi đã không đạt được hôm nay.
Cụ thể là với những cơ hội tạo ra được hôm nay, chúng tôi cần sự tỏa sáng, cần ai đó lên tiếng để chốt hạ trận đấu, nếu như muốn leo cao ở bảng xếp hạng. Câu hỏi cuối cho tôi đã thấy ông ngoài đường biên 10 phút cuối, trông khá hoang mang, nhất là những khi McNeil có bóng phản công. Liệu ông đã lo lắng khi các đội đã dâng cao, khiến hàng thủ sơ hở nhiều hơn? Trong vòng khoảng 5 phút cuối, và đối thủ đã có khoảng 2 cơ hội. Đó là rủi ro sẽ phải gặp phải thôi, bởi trận đấu đã trở nên không thể đoán định. Thời khắc chúng tôi dâng cao hơn, trước việc Burnley chơi phòng ngự rất tốt trong các tình huống bóng hai thì nó phải vậy. Dù rõ thì chúng tôi phải duy trì cự ly vị trí, nhưng cùng lúc thì phải chấp nhận rủi ro bởi vì chúng tôi muốn thắng trận đấu. Chào Mikel, với những cầu thủ ông chia tay tháng này, ông có nghĩ đội cần bổ sung những tân binh trong những ngày tới không, nếu muốn cạnh tranh cho top 4? Đó là kế hoạch của chúng tôi, nhưng thị trường lúc này là rất khó khăn, rất phức tạp. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng có rất nhiều thứ phải lo lắng và chúng tôi phải đưa ra quyết định hợp lý với các cầu thủ, những người mà chúng tôi tin rằng sẽ thực sự giúp ích cho mình và củng cố để mang về những người có thể nâng tầm đội bóng. Vậy là ông đang mong đợi có được các cầu thủ trước khi đóng cửa? Vâng, chúng tôi chắc chắn đang cố, nhưng tôi không biết nữa nếu có thể làm được gì. Phải chờ xem, bởi vì mọi chuyện lúc này không chỉ phụ thuộc vào ý của chúng tôi, mà còn nhiều vấn đề cần phải xảy ra. Arsenal đã không ghi được bàn thắng nào trong 4 trận gần nhất rồi. Liệu Aubameyang sẽ được cho ra đi, dù không mang về thêm ai khác? Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng gần đây, nhưng đó là sự thật trong vòng 4 trận qua, chúng tôi không làm được. Hôm nay cũng vậy, nhưng vấn đề không phải ở khả năng tạo ra cơ hội, mà là ở chất lượng những pha dứt điểm, cũng như số cú sút chúng đích cần có để đánh bại những đội như Burnley. Chào Mikel, để nói thì có những ca chấn thương và việc mệt mỏi của các cầu thủ vân vân từ trận giữa tuần, nhưng hẳn kết quả này là rất tệ nhỉ, vì đó là cơ hội để có 3 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là một cơ hội tuyệt vời và chúng tôi đã muốn tận dụng nó sau khi đã không thể vào chung kết hôm rồi. Đó đã là một sự thất vọng bởi vì chúng tôi đã thực sự muốn đi đến Wembley. Còn thì hôm nay chúng tôi đã có cơ hội để trở lại top 4. Tôi đã không thấy được sự khao khát từ các cầu thủ lúc bóng lăn, nhưng tôi đã thấy được sự khao khát đó trong hiệp 2, chỉ là chúng tôi đã thiếu chất lượng cần có để chốt hạ trận đấu, thiếu sự sắc bén khi cần thiết, giống như việc chúng tôi đã gặp phải trước Liverpool khi có được cơ hội. Tôi hiểu là không đơn giản để hoàn thành các thương vụ, nhưng liệu ông đã mong đợi có được vài cái tên từ khi mở cửa phải không, thay vì phải đợi đến cuối, khi phải tới tháng 2 mới có trận đấu tiếp theo? Tôi nghĩ đó là giấc mơ của mọi huấn luyện viên, khi có các cầu thủ ngay từ khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu. Nhưng nó không thực tế, nhất là ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Truyền thống là vậy, rất nhiều thương vụ xảy ra vào ngày cuối. Thế kế hoạch tuần tới của ông ra sao khi không đá trận nào? Chúng tôi sẽ có chuyến đi xa, sẽ tổ chức trại tập huấn ở những môi trường khác nhau, tập hợp lại, tập trung lại để có một chuyến đi tốt, bởi vì chúng tôi sẽ còn nhiều trận phải thi đấu nữa. Đó phải là một nơi nắng ấm đúng không? Đó là Dubai. Trong Mikel và cầu thủ trông rất mệt mỏi cuối trận, không biết việc được đến Dubai tới đây quan trọng ra sao với họ để lấy lại năng lượng. Tôi không biết nữa, tôi đã thấy các cầu thủ đã cố gắng ngay ở những phút cuối cùng, còn thì họ đã thực sự mệt mỏi bởi vì chúng tôi biết là trong vòng 4 tuần qua chúng tôi đã đối mặt với những hoàn cảnh, những yêu cầu thực sự đầy thử thách bởi vì chúng tôi đã không có đủ cầu thủ, vài người bị ốm, chấn thương, chúng tôi đã cố để mang họ trở lại, cố để cho họ ra sân ngay cả khi họ không sẵn sàng, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho những cố gắng của họ. Họ hẳn sẽ cần những ngày nghỉ ngơi, còn thì sau đó chúng tôi sẽ cần trở lại, có được những cầu thủ trở lại để bắt đầu tập luyện và chiến thắng các trận đấu. Về kế hoạch cho Aubameyang ra sao, liệu anh ấy sẽ tới Dubai hay ở lại tập luyện ở đây? Chúng tôi phải xem tình hình ra sao đã. Hẳn là lúc này có áp lực để mang về các tân binh nhỉ, nhưng mức độ ra sao, liệu Arsenal có phải lo lắng về việc này và cả chất lượng các cầu thủ có thể mang về? Các cầu thủ đến đây đều phải có thể giúp nâng tầm đội bóng. Chúng tôi hiện ở một đẳng cấp nhất định rồi, và chúng tôi muốn nâng tầm mình cao hơn nữa, hơn hiện tại. Đó là cách chúng tôi tuyển mộ cầu thủ. Trong Mikel, khi Partey và Xhaka đều vắng mặt, thì Lokonga đã đảm nhận tuyến giữa. Ông đánh giá về màn trình diễn của anh ấy ra sao, thưa ông? Tôi nghĩ cậu ấy đang tiến bộ, đang chơi ngày càng hay hơn. Tôi nghĩ cậu ấy đã có một trận đấu thực sự tốt trước Liverpool. Khả năng đọc trận đấu, khả năng phân phối sức cũng tốt hơn. Cậu ấy đang trưởng thành, không có gì phải thắc mắc. Khi chúng tôi mang Sambi về, kỳ vọng của chúng tôi ở năm đầu đó là giúp cậu ấy thích nghi. Nhưng giờ cậu ấy đã được ra sân nhiều hơn chúng tôi trong đời. Các cậu chàng đều đang cố gắng hết sức và tôi nghĩ cậu ấy đang làm tốt.
Chào Mikel, trong hiệp 2 có khoảnh khắc ông đã phải khua chân múa tay gì đó với trọng tài thứ tư và ông đã phải kéo trợ lý của mình ra xa. Đó có phải là về việc câu giờ các tình huống cố định của đối thủ không, hay cả phát bóng nữa? Tất cả chỉ là thể hiện sự nhiệt huyết thôi. Rõ thì chúng tôi đã có những hành động đó và đã sống cùng trận đấu. Các trọng tài là một phần của trò chơi, do đó tôi trông đợi ai đó khi mình nói chuyện với họ thì họ phải thể hiện cảm xúc. Chúng tôi không bán báo ở đây, chúng tôi chỉ đang làm phần việc của mình trong trận. Khi nói chuyện với họ thì cũng phải có nhịp điệu và truyền tải năng lượng, bởi vì chúng tôi đang cố để thắng các trận đấu.